khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 2 tháng 10, tại ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô tải đầu kéo, kéo theo rơ móc và ô tô tải khiến cho một người bị thương nặng. Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vào thời điểm trên, xe ô tô tải đang di chuyển trên đường cầu Diễn cách nút giao Văn Tiến Dũng thuộc Phúc Diễn Bắc Từ Liêm đã đâm vào đuôi xe kéo. Hậu quả phần đầu biến dạng làm lái xe Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội ngất xỉu, mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều 3 xe ô tô chuyên dụng đến hiện trường, sử dụng phương tiện chuyên dụng như là banh, cắt để cứu nạn nhân, đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện để chữa trị. Hiện cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị, trong thời điểm diễn biến dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh, số trẻ nhập viện có xu hướng tăng nhanh. Nhiều cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang rơi vào tình trạng cạn nguồn thuốc chống co giật, loại thuốc quan trọng trong điều trị tay chân miệng. Đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, lượng thuốc Phenobarbital dự trữ tại đơn vị này đã hết hạn sử dụng từ hôm 27 tháng 9. Hiện đơn vị vẫn chưa có thuốc để điều trị và cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao thuốc này chưa được nhập thêm. Chính vì vậy, những ngày qua, bệnh viện đã phải áp dụng các biện pháp chống co giật thay thế như dùng thuốc an thần khác hoặc là cho trẻ thở máy. Điều này dẫn đến chi phí điều trị của bệnh nhân sẽ tốn kém hơn. Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh cũng đứng trước nguy cơ cạn kiệt Phenobarbital. Đây là thuốc dùng để tiêm đường tĩnh mạch, giúp chống lại chứng co giật ở trẻ mắc tay chân miệng. Thuốc này nằm trong phác đồ điều trị tay chân miệng của Bộ Y tế. Liên quan đến quy định mới cho phép học sinh được sử dụng điện thoại di động trong lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết để quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong giờ học của học sinh, sắp tới Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng giải pháp kỹ thuật nhằm quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Theo thông tư 12 trước đây, một trong các hành vi học sinh không được làm là sử dụng điện thoại di động trong giờ học, tức là cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong giờ học, đã vào lớp học là không được dùng điện thoại. Tuy nhiên, thông tư mới sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 11 tới đây, chỉ cấm việc sử dụng mà không phục vụ cho học tập và không được giáo viên cho phép. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã có quyết định giải thể Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, quyết định yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiếp tục điều hành hoạt động tại Trung tâm Y tế theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời bảo đảm thực hiện hiệu quả được giao và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến Bệnh viện Dã chiến. Bệnh viện Dã chiến này có quyết định thành lập từ ngày 31 tháng 7, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện này có quy mô 200 giường bệnh, trong thời gian qua đã thu dung điều trị cho 258 ca mắc COVID-19. Đến ngày 23 tháng 9, bệnh nhân cuối cùng được điều trị khỏi và xuất viện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc công bố thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, 23 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này thuộc 5 loại hình: nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng tri thức dân gian. Trong đó, loại hình lễ hội truyền thống chiếm số lượng lớn nhất, gồm 11 di sản như lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, lễ hội đua thuyền Tứ Linh, xã An Hải, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và phu nhân là bà Melania Trump đã có kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận cố vấn cấp cao của mình, bà Hope Hicks, đã mắc COVID-19. Tổng thống Mỹ thường xuyên được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trong vài tuần gần đây, ông liên tục di chuyển tới nhiều địa phương trên cả nước để tham gia các sự kiện vận động tập trung hàng ngàn người để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Bà Hope Hicks thường xuyên di chuyển cùng Tổng thống Trump trên cùng chuyên cơ Air Force One, cùng với nhiều trợ lý cấp cao khác của ông chủ Nhà Trắng. Ngày 29 tháng 9, bà cũng đi cùng ông Trump tới Ohio tham dự cuộc tranh luận với ứng cử viên của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden. Theo báo cáo của trang web Our World in Data, thế giới dữ liệu của chúng ta,
tỷ lệ mắc COVID-19 tại Indonesia hiện nay cao nhất khu vực châu Á. Tính đến hết tháng 9, tỷ lệ các ca mắc COVID-19 ở Indonesia là 13,6%, cao hơn so với Philippines hiện có tỷ lệ các ca dương tính là 7,7%. Tỷ lệ dương tính của hai quốc gia này đã vượt xa tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là dưới 5%. Tỷ lệ dương tính cao ở Indonesia cho thấy khả năng xét nghiệm phản ứng chuỗi của nước này còn thấp, khả năng truy tìm tiếp xúc cũng hạn chế và không thể kiểm soát được sự lây lan của virus. Tính đến ngày 30 tháng 9, Indonesia mới xét nghiệm được hơn 3,3 triệu trong tổng số gần 270 triệu dân của nước này. Thủ đô Jakarta là địa phương có nhiều ca mắc và tử vong do COVID-19 nhất trên toàn Indonesia, hiện đang tiếp tục gia hạn giới hạn xã hội quy mô lớn. Ngày 1 tháng 10, nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới Amazon thông báo hơn 19.800 nhân viên của tập đoàn này, chiếm 1,44% lực lượng nhân sự hãng, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ đầu tháng 3 đến nay. Trước nguy cơ số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng, hãng thương mại điện tử này thông báo sẽ tăng cường khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lên đến 50.000 nhân viên một ngày tại 650 địa điểm trên toàn quốc vào tháng 11 tới. Trong khi đó, về phần mình, trong một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội về tỷ lệ lây nhiễm COVID-19, Amazon cho rằng kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng dịch bệnh, hãng đã nỗ lực hết sức mình trong việc cung cấp thông tin cho nhân viên về mọi trường hợp mới nhiễm bệnh trong cùng nơi làm việc. Hãng này cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác công bố số liệu của mình. Chính phủ Anh ngày 2 tháng 10 thông báo quỹ 200 triệu bảng Anh để xây dựng hạ tầng cảng biển mới trong một nỗ lực tăng cường chuẩn bị cho thời điểm Anh rời Liên minh Hải quan chung của Liên minh châu Âu EU. Các cảng biển có không gian để xây dựng hạ tầng mới, bao gồm kho bãi, các trạm kiểm soát và hệ thống quản lý giao thông cũng sẽ được mời đăng ký nhận quỹ đầu tư này. Anh đã chính thức rời EU từ tháng 1 với một quá trình chuyển tiếp kéo dài đến hết tháng 12 tới nhằm giảm bớt tác động của cuộc ly hôn này. Cả hai bên hiện đang bế tắc trong các cuộc đàm phán khó khăn nhằm đạt một thỏa thuận về quan hệ tương lai sau thời kỳ chuyển tiếp. Ngày 1 tháng 10, EU đã khởi động thủ tục pháp lý chống lại Vương quốc Anh liên quan đến dự luật gây tranh cãi của nước này nhằm thay thế các điều khoản quy định trong thỏa thuận rút lui. Bộ Nội vụ Nhật Bản mới đây công bố báo cáo cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3% trong tháng 8, so với tháng 7 tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1%. Và đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đứng ở mức 3%, thậm chí có thời điểm lên hơn 3%. Theo thống kê này, thì số người thất nghiệp trong tháng 8 là 2,06 triệu người, tăng 490.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Chính phủ cho biết tỷ lệ tuyển dụng tại Nhật Bản cũng có xu hướng giảm do người lao động e ngại tham gia các hoạt động tìm kiếm việc làm. Trong bối cảnh chính phủ và các địa phương đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.